Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em bài mới là tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Thì hôm trước chúng ta đã học cái bài về phép nhân phân số rồi, hôm nay các em đi chơi xem coi lên trong cái phép nhân phân số nó có những cái tính chất gì. Đầu tiên cái tính chất thứ nhất của nó là giao đoán. Giao đoán tức là thay đổi vị trí của các thừa số trong cái phép nhân đó nha. Ví dụ thầy có cái bài toán A bằng B nhân C bằng D, thì thay vì cái phân số A bằng B đến trước, giờ mình phân tích phân số A bằng B đến trước, mình dời cái phân số A bằng B ra phía sau, thì nó sẽ là C trên D ngăn cho A trên D. Thì khi mình dời cái vị trí của hai cái thừa số này thì cái giá trị của cái phép nhân nó sẽ không thay đổi. Đó là tính chất thứ nhất. Tính chất thứ hai đó là tính chất kết hợp. Tính chất kết hợp thầy có cái bài toán như thế này: A trên B nhân C trên D nhân D trên Q. Thì theo cái bài toán này thì nếu mà căn cứ vào quy tắc giống mặt thì chúng ta sẽ làm trong cái giống mặt trước. Nhưng mà nếu mà mình thấy là cái nếu mà nhân cái mặt trước thì cái giá trị cái phân số nó ra thử ra cũng nó quá lớn đi, nó gây khó khăn cho mình không thích nhân trong mặt trước. Vậy thì mình có thể là đổi cái dấu mặt đi, tức là mình thấy là cái phân số C bằng D này nó nhân với B bằng B phần Q mà nó ra cái giá trị nó dễ cho mình, nó nhỏ nó dễ cho mình thì mình sẽ nhân nó trước. Nếu mà nếu như vậy thì mình sẽ để hai cái thừa số này trong dấu ngoặc mình nhân trước, vì A trên B nó sẽ nằm ở ngoài. Như vậy với cái làm này thì cái giá trị của mình nó sẽ cũng không thay đổi so với cái giá trị của bài toán lúc ban đầu. Thì ví dụ thì có bài toán như thế này: chín phần 13 nhân cho 8 phần 17 rồi sau đó tất cả nhân cho 17 phần 8. Như vậy thì theo cái quy tắc thì mình sẽ nhân trong dấu ngoặc trước. Đây mình sẽ nhân ra con số 9 phần 13 nhân cho 8 bằng 17 trước. Nhưng mà mình thấy nếu mình nhân như vậy thì cái giá trị tử cộng nó ra quá lớn, sẽ gây khó cho mình. Và mình nhìn ra cái con số bên ngoài là 17 bằng 8, mình thấy nếu mà 8 bằng 17 này mình nhân cho 17 bằng 8 thì nó được những cái giá trị nó gọn, nó đơn giản. Như vậy thì mình sẽ đổi cái dấu ngoặc, mình sẽ đưa cái con số 8 bằng 17 và 17 bằng 8 này vô trong ngoặc. Vậy khi đưa như vậy thì cái phân số 9 bằng 13 thì nó nằm ở ngoài. Vậy là khi mình đưa hai bằng 8 bằng 17 và nhân với 17 bằng 8 vô mặt, mình sẽ thực hiện nó trước. Mình thấy là hai cái phân số này đơn giản rất là dễ. Vậy 8 trên tử, 8 với mẫu đơn giản còn 1, 1 17 với 17 thì cũng còn 1, 1. Thì thầy sẽ tiến hành đơn giản 9 phần 13 như vậy. Rồi thì mình sẽ được là 8 với 8 là đơn giản là 1 với 1, 17 với 17 cũng là 1 với 1 luôn. Vì vậy cái giá trị trong mặt lúc này nó sẽ là 1 bằng 1 nhân với 9 bằng 13 thì nó sẽ bằng 9, bằng 9 phần 13 luôn. Thì mà mình thấy là bằng cách cái sử dụng tính chất kết hợp này mình sẽ giải bài toán nó ra gọn, nhanh và ít sai sót hơn. Nếu mình thực hiện như ban đầu là thực hiện hai cái giá trị lần trước thì nó sẽ dễ sai hơn cho mình. Rồi chúng ta qua cái tính chất thứ ba là nhân với số 1. Thì mình thấy là bất cứ cái phân số nào khi nhân với 1
thì cũng sẽ bằng 1 nhân với phân số đó, và bằng 9 phân số đó luôn. A bằng B. Ta có tính chất thứ tư, tính chất phân phối. Rồi bắt đầu mình có cái bài toán như thế này nè. A trên B nhân với C trên D cộng cho B trên Q thì nó sẽ bằng A trên B nhân với C trên D cộng với A trên B nhân B trên Q. Thì cái tính chất này chúng ta cũng đã gặp đối với số nguyên rồi, thì đối với phân số thì nó cũng giống hệt như vậy đó. Rồi thầy lấy ví dụ cho em dễ hiểu. Ví dụ mình có bài toán như thế này: 7 trên 19 nhân cho 8 trên 11 7 nhân với 19 19 nhân cho 3 trên 11. Rồi, với bài toán này nếu mình thực hiện theo quy tắc là nhân chia trước cộng trừ sau thì mình sẽ thực hiện ngay cái toán này trước. Vì khi mình thực hiện cái toán này trước thì mình thấy rồi những cái mẫu với cái tử nó gây ra một cái số lớn nữa thì lại gây khó khăn cho mình nữa. Vậy thì khi gây cho mình nhiều khó khăn thì tức là nó sẽ dễ sai ra cái bài toán hơn. Thì mình nhìn vô đây mình thấy là cái bài toán này nó ra ở phía bên phải của cái công thức này nha. Vậy thì 7 bằng 19 này nó đóng vai trò là A bằng B trên công thức, 8 bằng 11 đóng vai trò là C trên D, 13 bằng 11 là B trên Q. Vì vậy mình sẽ áp dụng cái công thức ở phía trên, mình đưa cái bài toán này từ phía bên phải của bài công thức đó, mình đưa về bên trái, thì 7 bằng 19 này nó đóng vai trò là A bằng B. Vậy thì mình sẽ đưa nó ra ngoài các bạn. Rồi, vậy là trong góc mặt lúc này nó còn lại là C trên D cộng B trên Q, tức là 8 bằng 11 cộng cho 3 bằng 11. Vì hai cái phân số này khi đưa vô mặt nó lại cùng mẫu, như vậy mình không cần phải đi quy đồng nữa thì mình sẽ cộng hẳn ra luôn là 11 trên 11. Và 11 trên 11 này chúng ta đơn giản thì nó lại là 1, thì nó rất là đơn giản cho chúng ta. Thì là 1 này nhân với 7 bằng 19 thì các em phải là 7 bằng 19. Thế là bằng cách sử dụng cái tính chất phân phối của phép nhân ở dưới cộng thì mình thấy là kết quả ra được rất là gọn, mình không cần phải tính toán nhiều và nó rất là ít sai. Do đó là khi quan sát một bài toán anh em coi có thể áp dụng được những cái tính chất mà mình đã học để giải hay không. Chứ bên em đừng có dội làm theo nguyên tắc là nhân chia trước cộng trừ sau, như vậy thì nó sẽ gây khó khăn cho mình. Rồi chúng ta qua phần hai nhỏ áp dụng. Thì thầy có cái bài toán A này: 11 bằng 23 nhân 7 bằng 10 nhân 23 bằng 11 nhân 5 bằng 20. Như vậy thì cái bài toán này thì theo nguyên tắc mình làm sẽ làm từ trái qua phải. Nhưng mà để là biết cái nhân hai con này lại với nhau, hai cái giá trị này lại với nhau thì nó cũng lại gây khó khăn cho mình nữa. Và mình trong cái bài này mình sẽ lựa cái cặp phân số nào khi nhân với nhau mà nó dễ thì mình sẽ nhân, chứ không nhất thiết phải cứ nhân là từ trái qua phải. Và để là cái phân số 11 bằng 23 với 23 bằng 11, hai con số này khi nhân lại với nhau thì nó rút gọn ra một cái số mới rất là dễ.
Do đó thầy sẽ dùng tính chất giao quán và kết hợp, thầy đưa nó lại gần nhau và đưa nó vô trong cái mặt luôn. Thì thầy sẽ nhân hai cái con số này trước, rồi còn hai cái con số còn lại là 7/10 với nhân cho âm 20, thì mình thấy là 20 với 10 này nãy nó nhẹ hơn nữa, thì mình lại đưa nó vô trong mặt tiếp theo, thì mình đơn giản cho nó gọn. Rồi thầy sẽ đưa là 7/10 nhân với âm 20, bằng cái âm 20 này thầy coi nó như là âm 20 trên 1 nha, là con số âm 20 trên 1. Mình ghi vậy là mình dễ rút gọn. Rồi khi mình đưa vô mặt thì mình sẽ thực hiện những cái giá trị trong mặt trước. Giờ thầy lấy 11 trên 23 mình nhân với 23 trên 1 thì đơn giản là 11 với 11 thì đơn giản ra là 1 với 1. Hai mươi ba với 23 thì mình lại đơn giản nhất là 1 với 1 nữa, thì nó cùng chớp 23. Rồi cái này kết quả này cuối cùng nó sẽ ra là số 1 trong rất đơn giản. Rồi tiếp tục tới với hai con số tiếp theo, thì để là 20 với 10 nó cùng chia hết cho 10 thì thầy cuối cùng tiếp, vậy là 10 với 20 là cùng chết cho 10, vậy là 10 chỗ này nó còn lại 1, âm 20 thì còn lại là âm 2. Rồi 7 với 1 thì chắc ăn không đơn giản không được, về tôi đi dọi đâu. Rồi kết quả mặt thứ nhất, 1/1 nhân 1/1 thì ra là 1. Cái dấu mặt thứ hai, 7/1 nhân cho âm 2/1 nó sẽ ra là âm 14 trên 1 thì ghi là âm 14 luôn. Và kết quả cuối cùng nó sẽ là âm 14. Thế là mình sử dụng tính chất giao quán, cái nào thì mình dễ là đối dạng rất nhanh và đơn giản thôi. Rồi chúng ta qua cái phần tiếp theo là chấm hỏi 2. Chấm hỏi 2 chúng ta bắt đầu câu A. Bảy bằng 11 nhân cho trừ 3 rồi. Nhìn vô bài toán này chắc em cũng đã biết là mình phải nhân cái hai cái giá trị nào trước rồi, thì mình lấy 7 ra trên 11 thì nhân với 11 thì 7 thì mình phải nhân nó trước rồi, thì nó ra kết quả nó lộn trước đi rồi tính sao. Thì như vậy thì mình sẽ sử dụng tính chất giao quán và kết hợp để đưa nó vô mặt. Rồi thì mình xin giá trị trừ 3/41 mình ghi ở phía ngoài. Đây cũng giống như những cái giá trị có phía bên kia thì 7 với 7 thì mình cũng gọi là 1 với 1. Mười một với một thì cũng là 1 với 1 luôn, gọn. Rồi lại phân số trừ 3/41 thì là kết quả trong mặt cuối sau khi rút gọn nó là 1. Rồi 1 nhân với trừ 3/41 thì nó sẽ ra là trừ 3/41. Thế là rất là đơn giản, bài toán rất là đơn giản này. Rồi bằng chấm hỏi 2 này mình còn lại câu B. Câu B này thì là trừ 5/9 nhân thì câu B này thì mấy em sẽ về nhà làm. Thì ở câu B này mình thấy là mình đã có công thức là tính chất phân phối của phép nhân nó với phép cộng rồi, nhưng mà đối với phép trừ thì nó dạng đúng nha em. Về nhìn cái bài toán này mình coi cái giá trị nào đóng vai trò là A trên B, cái giá trị nào đóng vai trò là C trên D, và giá trị nào đóng vai trò là B trên Q, mình sẽ chuyển cái bài toán này
từ phía phải sang phía trái của công thức em dạy. Rồi đó là hướng dẫn của thầy. Mấy em về nhà tự làm này, cộng thêm bài 76 sách giáo khoa trang 39. Em làm cho thầy hai bài thôi là AB. Rồi vậy là thầy về nhà chúng ta có 3 bài. Bài thứ nhất là chấm hỏi hai con B, con B. Bài thứ hai là bài 76 AB. Rồi thầy rất mong là nhận được nhiều cái bài tập mà mấy em sẽ gửi cho thầy qua cái Zalo là số điện thoại thầy đã ghi trên bảng. Xin tạm biệt các em, chúc các em có một buổi học thật là vui vẻ và hiểu bài.